Hello, welcome to the warehouse. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến bạn sản phẩm rượu vang trắng Joseph Laforêt Chardonnay đến từ vùng Burgundy của nước Pháp, được thành lập tại Bơn vào năm 1880. Các hầm rượu của Maison Joseph Rahin được biết đến như là các hầm chứa lịch sử của công tước Burgundy và các vị vua Pháp ở Bơn thế kỷ thứ 12 và 18. Một sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, khao khát học hỏi, ý thức nghiêm ngặt về giá trị, niềm đam mê và sự táo bạo là những sản phẩm phẩm chất được lưu truyền qua các thế hệ cùng với nghệ thuật làm rượu vang và phát triển tìm kiếm chất lượng không ngừng. Hàng năm, Joseph Bra Domin tiếp tục mở rộng vườn nho của mình. Đến nay, họ đã sở hữu 80 hectare vườn nho ở Côte d'Anouilh, Côte de Beaune, Côte de Chalonnais hay Chablis. Đây là một trong những khu vực quan trọng nhất của vùng Burgundy với 2 phần 3 các vườn nho được phân loại là Premium and Grand Vu. Laforêt Bourgogne Chardonnay được làm từ 100% nho Chardonnay của vùng đất Burgundy. Nho sau khi ép được giữ trong thùng thép không gỉ từ 7 đến 8 tháng. Một phần của rượu được ủ trong thùng gỗ sồi. Kết quả là rượu sẽ không quá nhiều mùi gỗ và vẫn mang hương vị đặc trưng. Màu và hương vị ở đây là một loại rượu đầy sức sống, nổi bật hương vị của cam, quýt và sau đó chúng ta sẽ tìm thấy một chút mật ong, vani. Trong miệng nó rất là nổi bật và quyến rũ. Dùng rượu cho khai vị hay finger food một bữa tối tại nhà, bữa trưa hay trong một nhà hàng thời thượng, Laforêt ở đây luôn phù hợp. Laforêt dễ dàng kết hợp với các món đồ ăn Chardonnay với sushi hay là pizza chay. Chúng tôi khuyên bạn nên thưởng thức cái rượu Chardonnay này ở nhiệt độ từ 11 đến 12 độ C. Xin vui lòng kiểm tra link dưới đây nếu bạn muốn biết nhà hàng hay khách sạn nào ở Hà Nội đang phục vụ loại rượu vang này. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hy vọng được phục vụ bạn tại The Warehouse. Chúc các bạn có những buổi thưởng thức rượu tuyệt vời bên gia đình và bạn bè. Xin cảm ơn.